kính chào khán giả của Đài Truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Đỗ Dũng. Thưa quý vị, cách đây vài ngày, vào ngày 6 tháng 11, có một cuộc đấu giá ba mỏ cát Hà Nội mà nó bất thường. Nghĩa là từ 9 giờ sáng ngày 5 tháng 11 kéo dài đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, ngày 6 tháng 11. Đấu giá ba mỏ cát. Cái lý do mà đấu giá ba mỏ cát này đó, trong nước họ nói rằng là để tránh tình trạng mà gọi là khai thác cát bừa bãi thì phải bán cho tư nhân. Bán cho tư nhân để tư nhân khai thác, lấy tiền ở cho nhà nước. Nhưng mà cái điểm mà nó không bình thường là đấu giá nó kéo dài quá. Và ba mỏ cát nó lên cái mức mọi là không thể tưởng tượng được. Và cái đấu giá này do Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hà Nội tổ chức. Như vậy số tiền nó lên đến 1.689,085 tỷ đồng. Thưa quý vị, nó cao một cách bất bình thường. Bất bình thường. Và điều đáng nói đó là cái phiên đấu giá này kéo dài xuyên đêm như tôi nói đó. Và tổng số tiền đấu giá chốt rất là cao, gần 1.700 tỷ đồng. 1.700 tỷ, nãy tôi nói lộn tại vì con số trong nước nó chấm phẩy lộn, tôi không hiểu. Coi như 1.687,085, tức là gần 1.700 tỷ đồng thưa quý vị. Quá trời luôn. Ba cái mỏ này là mỏ Châu Sơn ở xã Châu Sơn, huyện Ba Vì. Trữ lượng cát được cấp quyền khai thác là hơn 700.000 mét khối. Giá khởi điểm là 2.881 tỷ. Bước giá đấu là 144 triệu đồng. Từ 144 triệu mà lên gần 2.900 tỷ. Qua 89 vòng đấu giá. Đó. Rồi đơn vị chúng đấu giá là 396.865 tỷ đồng, gấp hơn 137 lần giá khởi điểm. Ghê chưa? Mỏ Liên Mạc ở Thượng Cát, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm có trữ lượng cát là hơn 500.000 mét khối, giá khởi điểm là 2.051 tỷ đồng. Bước qua giá đấu 103 triệu đồng, sau 53 vòng đấu, chúng lên tới 408.000 tỷ. Gấp 200 lần giá khởi điểm. Mỏ thứ ba là mỏ Tây Đằng Minh Châu trên địa bàn thị trấn Tây Đằng, xã Minh Châu, xã Chu Bình, huyện Ba Vì. Có trữ lượng cát là gần 5 triệu mét khối, giá khởi điểm là 19.29 tỷ đồng. Bước giá đấu là 965 triệu đồng, kết quả qua 21 vòng đấu. Đơn vị trúng thầu là tới 883.930 tỷ đồng, gấp 46 lần giá khởi điểm. Vậy là tổng số tiền các ba mỏ cát là gần 1.700 tỷ. Đó, đây là cái giá mà cao bất ngờ. Chính cái giá cao bất ngờ này mà người ta nghi ngờ. Đó, người ta nghi ngờ rằng là, thưa quý vị, có hai điểm nghi ngờ ở đây. Điểm thứ nhất là có thể khai thác cát một cách bừa bãi sau khi cái số tiền lên quá cao như thế. Và chúng ta biết đó, là Việt Nam bây giờ tình trạng gọi là môi trường nó tệ hại lắm. Trước đây trên chương trình này tôi có nói quý vị, tôi có đưa một câu chuyện là miền Tây nạn cát tặc kinh hoàng luôn. Họ lấy cát ở sông ngòi. Thứ nhất là lấy cát ở sông ngòi miền Tây. Cái thứ hai nữa là gì? Thượng nguồn sông Mekong, Trung Quốc và Lào làm nhiều cái đập, cát, đất cát nó không về như đây. Phù sa nó không về, nó không có cát. Hai cái đó nó làm cho đồng bằng sông Cửu Long và các cái sông khác của Việt Nam nó bị lở và đã có nhiều cái vụ sập nhà, thậm chí sập cầu luôn, là bởi vì dưới nó không còn nữa. Nó không còn cái cát để mà giữ đất nữa. Và chúng ta nếu mà thấy trong thời gian qua, để ý mưa Việt Nam cứ mưa là lụt, đặc biệt là các đô thị. Ngay Đà Lạt nằm trên núi cũng bị lụt nữa. Vì sao? Xây cất nhiều quá. Xây cất vô tội vạ. Xây cất không có quy hoạch. Nói không quy hoạch thì không đúng. Có quy hoạch mà quy hoạch không có đúng. Bởi vì hối lộ, tham nhũng đủ thứ hết. Cứ xin xây là cho xây thôi. Đấy nha. Tại sao lấy cát? Là bởi vì có nhu cầu xây. Nhu cầu xây thì phải có nhu cầu có cát. Lấy cát để xây. Tại sao xây? Là bởi vì các nhà đầu tư, hôm trước tôi có trình bày một cái bài,
là họ đi bán chứng khoán và họ vay tiền nhà nước, họ hóa giá cái đất đó, họ xây các biệt thự lên và thành những thành phố ma cho bò vô ở, giống y chang tình trạng Trung Quốc đó. Chính cái chỗ đó là họ xây nhiều quá không người ở, đúng không? Các đô thị bây giờ là xây quá nhiều, đâm ra nước nó không thoát được. Đấy này, vừa rồi, tuần vừa rồi nghe là mưa miền Trung, miền Bắc, miền Nam là chỗ nào nhiều chỗ ngập lụt. Đà Nẵng bị này, Thanh Hóa bị này, Hà Tĩnh bị, Vinh cũng bị này. Còn Sài Gòn thì bây giờ gọi là chiều cường nó trở thành cái bữa rồi. Hà Nội cũng bị luôn. Những đô thị đó, đô thị hóa một cách bừa bãi, một cách quy hoạch không đúng, đâm ra là nó kẹt, hủy hoại môi trường, làm cho nước bị nghẽn. Ví dụ ở Hà Nội, cái vụ cháy chung cư mini chết 56 người đó, cái nhà cho xây có 6 tầng lên tới 10 tầng. Mà ngay chính ông Phạm Quang Nghị, cựu bí thư thành ủy Hà Nội, bảo là này có người bao che. Hay là ví dụ như ở ngoại ô Hà Nội, ông Trần Thanh Thản, chủ tập đoàn Mường Thanh, xây cái nhà, cái tòa nhà mấy chục tầng, cả 500 căn hộ thế mà không ai biết hết. Không ai biết hết. Là sao? Làm gì không biết? Cái đứa làm cặp cái chuyện nhỏ nhỏ còn biết đó. Đọc báo biết đó, những cái chuyện. Hay là thành phần phản động vừa mới về nước một cái là biết hết. Tại sao chuyện nó không biết? Mà tệ hại nhất là cái chuyện gì? Ở Vịnh Hạ Long quý vị biết trong những ngày qua quý vị nghe. Ở thành phố Cẩm Phả. Cái vụ bao qua Hòn Non Bộ đó. Năm ngoái một vụ. Cho lấp đất ra biển. Xây chung quanh cái hòn núi thành Hòn Non Bộ ở dưới. Vừa rồi cái dự án 10B nữa, công ty gọi là gì, Gia Đỗ Capital, mới thành lập có mấy tháng mà được là Ủy ban nhân tỉnh Quảng Ninh là duyệt cho cái đó. Đang xây dở dang đất đá cát nó lấp ra bao một cái hòn nó bây giờ bị tạm ngưng. Tại sao những chuyện to lớn thế này mà lại không ai biết là sao? Vô lý. Nó đâu phải là cái chuyện ở Việt Nam người ta mà nói cái câu là gì? Con kiến chui vào không lọt nhưng mà con voi chui vào lọt. Nó là thế, mà con voi chui ai cũng thấy hết nhưng mà không ai dám nói. Cho nên mới xảy ra những cái chuyện lạ thế Việt Nam, mà chỉ có Việt Nam thôi. Thành ra cái chuyện này là bây giờ mà đấu giá ba cái lô cát này, cái mỏ cát này người ta nghi. À, nó làm người ta nhớ tới cái vụ mà đấu giá của Tân Hoàng Minh, cái ông mà Đỗ Anh Dũng làm chủ đó, đấu giá cái miếng đất ở Thủ Thiêm lên cao ngất trời luôn, xong là không bỏ cọc, rồi bảo là tôi yêu nước, tôi không muốn cái miếng đất này lọt vào tay nước ngoài, thành ra tôi đấu giá để giữ lại. Cuối cùng như Đỗ Anh Dũng vô tù ngồi rồi, vô ngồi trong tù rồi. Đó, cái chuyện ở Việt Nam là nó có những cái chuyện như thế. Tôi sẽ kể tiếp chuyện ba cái mỏ cát như thế nào sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT. Cảm ơn quý vị dưới màn hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi trở lại chương trình Thời sự Gà 47. Tôi đang nói về câu chuyện vừa rồi Hà Nội cho đấu giá ba mỏ cát lên tới cái giá mà khủng khiếp luôn, gấp mấy trăm lần giá ban đầu. Mà quý vị biết tiền đặt cọc bao nhiêu? Có 3 tỷ đồng. Ai ơi, lên gần 1.700 tỷ đồng mà đặt cọc có 3 tỷ đồng thì tôi cho đi chỗ khác. Chuyện nhỏ, giống như trường hợp Tân Hoàng Minh mà đặt cọc, bỏ cọc rất là tượng trưng cho vụ đấu giá Thủ Thiêm. Xong tôi bỏ. Và cái hồi đó Tân Hoàng Minh đấu giá là khi mà đẩy cái giá đất Thủ Thiêm lên cao vậy, tự nhiên giá bất động sản nguyên vùng lên luôn. Không biết ông ôm bao nhiêu tiền không biết. Hay là ông có tài sản gì đó, những cái nhà gì xung quanh tự nhiên nó lên giá, ông bán lời cái. Ông không, bỏ cọc luôn. Bỏ cọc với đất Thủ Thiêm luôn. Thì tình trạng này có thể cũng xảy ra như vậy luôn. Đẩy rất cao cho giá cát xung quanh tăng. Giá cát tăng thì là gì? Giá chi phí xây dựng tăng. Chi phí xây dựng tăng thì giá bất động sản lại tăng nữa. À, bởi phải có cát thì mới xây được nhà, có đúng không? Tôi đẩy lên thế là cuối cùng tôi bỏ 3 tỷ ăn thua. Nhìn xin nhắc lại quý vị nhé,
Số tiền đặt cọc đấu giá ba mỏ cát này gần 3 tỷ đồng. Có gần 3 tỷ đồng thôi. Ai làm cái trò này? Chúng ta không biết. Nhưng mà Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội làm công khai đấy. Nhưng mà bởi vì luật lệ Việt Nam nó không có những cái giới hạn. Hoặc là phải cũng đăng ký và có quy định nhá. Bây giờ anh đấu giá, tôi nói ví dụ đi, anh phải bỏ cọc 3%. Anh đấu giá lên tới 100 đồng, anh phải đưa 3 đồng vô. Anh đấu giá lên 200 đồng, anh phải bỏ 6 đồng vô cho tôi. 300 đồng phải bỏ 9 đồng. Nó phải có như vậy. Tôi cho ví dụ là 3% đi. Còn đây anh cho 3%, 3 đồng, đấu giá lên tới cả 1.000 đồng, 2.000 đồng cũng chỉ có 3 đồng này. Thì tôi tha hồ tôi lại giá lên thôi. Thì khi thấy cái chuyện này đó, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính ngay sau đó ký công điện 1087 yêu cầu rà soát lại liền. Đó. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đúng không, rà soát bởi vì có yếu tố bất thường, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, có thể tạo hiệu ứng đối với phát triển kinh tế xã hội và thị trường vật liệu xây dựng. Đúng luôn, tôi nói đúng luôn. Bởi vì với cái giá mà mỏ cát cao đấy, chắc chắn họ bán nó đắt. Tôi tính đi gấp 200 lần. Gấp 200 lần. Đó. Để tôi nói ví dụ đây là cái mỏ gọi như là cái mỏ mỏ Châu Sơn này, gấp hơn 137 lần giá khởi điểm. Đúng chưa? Cái mỏ Liên Mạc đó là gấp gần 200 lần giá khởi điểm. Mỏ Tây Đằng gấp gần 46 lần thì giá khởi điểm. Bây giờ tôi lấy cái anh mà trung bình thôi nha. Trung bình là cái anh là 137 lần. Mình gọi tròn chèm là 140 đi. Thì bây giờ ví dụ như cái giá là 1 mét khối đất, ví dụ như 1 triệu đồng, bây giờ nó lên tới 140 triệu đồng. Có đúng không? 140 lần mà. Thì thưa quý vị, giá vật liệu nó tăng. Nó tăng như vậy, cát không có tăng là coi như nó ảnh hưởng đến cái chuyện mà giá, cái chi phí vật liệu xây dựng. Rồi chưa hết nữa, với cái giá cao thế này, người ta sẽ khai thác tối đa và nó sẽ làm cho cái môi trường ảnh hưởng. Cát được tạm thời coi như là khoáng sản đi, tài sản, những cái gì từ trong lòng đất ra mình gọi là khoáng sản đi. Sản phẩm của thiên nhiên mà khai thác kiểu này thì chết. Và họ phải làm bằng mọi cách để họ gỡ lại cái vốn, nếu mấy công ty này, ba công ty này họ đồng ý trả số tiền 1.700 tỷ cho nhà nước, cho Sở Tài nguyên Môi trường của Hà Nội, nếu ông Chính không trả lại thì quý vị tưởng tượng chuyện nó sẽ đi nào. Thứ nhất, vật liệu xây dựng nó tăng, giá bất động sản tăng, và rồi mấy công ty nào phải khai thác tối đa để gỡ lại cái tiền, gỡ lại cái tiền nhanh nhất, nghe không? Và ông yêu cầu này, ông Chủ tịch thành phố Hà Nội chỉ đạo rà soát toàn bộ quy trình đấu giá xem có vấn đề gì không, và ông nói rõ là không để tổ chức cá nhân lợi dụng sơ hở trong quản lý để trục lợi, thất thoát lãng phí lợi ích nhóm. Trường hợp vi phạm trong đấu giá ba mỏ cát phải được phát hiện sớm và xử lý. Nhưng mà có dám xử lý hay không, đó là chuyện tính sau. Mà ít nhất là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính ra tay chặn là liền. Thấy không? Và ông ra lệnh này, phải báo cáo Thủ tướng trước ngày 20 tháng 11. Người đứng đầu chính phủ giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì cái vụ thanh tra này. Phối hợp với các Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát. Như vậy giao cho Bộ Tài nguyên Môi trường này, Bộ Tài chính là 2, Bộ Xây dựng là 3, Bộ Tư pháp là 4. 4 cái bộ này phối hợp với các ủy ban nhân tỉnh, thành phố, địa phương trực thuộc Trung ương để rà soát như này. Bởi vì cái chuyện ở Hà Nội nó có thể xảy ra những nơi khác, các thành phố khác, các tỉnh khác, 63 tỉnh thành trực thuộc Trung ương. Nếu họ làm Hà Nội mà chót lọt thì ở chỗ khác tôi cũng đấu giá cát thôi, là tôi moi mà sạch sành sanh luôn. Sông Cửu Long mai mốt thành là Thất Long hay là Xích Long gì đó, hay là Lục Long gì, không còn là Cửu Long nữa, chín dòng bây giờ còn nhiều khi còn có 6-7 dòng thôi.
tại vì hai cái dòng liền kề kế nhau mất cát rồi nó thành cái là nước nó chảy ra thành một dòng nữa thôi, nó cứ tưởng tượng cửu long còn có thể thành bát long nữa là thất long nữa, đó nó chết. Bao nhiêu là cái ảnh hưởng của môi trường, nhà cửa buôn bán nó thay đổi đó. Thì qua đây chúng ta thấy rằng là gì thưa quý vị, chỉ có Việt Nam mới có những cái trò này, mà nhất là sau cái vụ Thủ Thiêm và các cái vụ mà cắt tặc và các cái vụ mà gọi như là bất động sản, thì bây giờ chính phủ bắt đầu là thấy được vấn đề này, nhưng mà mới thấy thôi nhá. Đó, còn để mà ngăn chặn cũng phải mất thời gian, bởi vì bây giờ này theo như ông Chính cũng nói nè, yêu cầu các ngành này và địa phương này xem xét có vi phạm pháp luật hay không về vấn đề đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản, kịp thời phát hiện bất cập trong quy định pháp luật để tham mưu đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi điều chỉnh bổ sung, không để xảy ra trục lợi, đồng thời xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường. Tức là bây giờ mới phát hiện ra, mà mới chỉ phát hiện sương sương, bây giờ phải rà soát rồi sau đó mới đổi luật, bởi luật Việt Nam có nhiều kẽ hở quá. Hôm trước trong chương trình này tôi có đề cập với quý vị cái chương trình mà Intel họ không mở rộng đầu tư Việt Nam, tôi có cho quý vị coi đó. Ông Phạm Văn Mãi, chủ tịch Ủy ban thành phố Sài Gòn, bảo chúng trong một năm chúng tôi gửi tới 584 văn bản để hỏi Bộ Kế hoạch Đầu tư. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư, trả lời chúng tôi gửi lại cho anh 604 văn bản để giải thích. Bảo Phạm Văn Mãi bảo 604 văn bản giải thích tôi cũng không hiểu luôn. Chứng tỏ luật nó bất cập, phải sửa đổi. Thì cái này tôi mở ngoặc chút xíu để quý vị biết này. Quốc hội Việt Nam nói thẳng, Quốc hội bù nhìn làm theo đảng, mà anh não là đảng viên, đa số là đảng viên, đảng chỉ đạo. Mà rồi có nhiều người đó, họ không có ở địa phương đó mà đại diện địa phương đó, thế buồn cười thì làm sao họ đem quyền lợi về cho địa phương. Tôi không nói là Quốc hội Việt Nam bắt chước theo kiểu Mỹ, tôi không nói Mỹ Việt Nam nó sẽ chết sao một trời vực mình không thể so sánh, mà ít nhất mình có thể cải tổ bằng cách là mình để cho cái người ở cái địa phương đó đúng là đại diện địa phương đó, thì họ mới góp sức và cho thêm Quốc hội cái quyền để mà giám sát những việc làm của chính phủ thì mới được. Mà tôi thấy gần đây ông Vương Đình Huệ là chủ tịch Quốc hội là ông làm một số chuyện mà trước đây những người khác không làm. Tức là Quốc hội nó phải có vai trò đó để sửa đổi luật pháp, và nên chăng cho thành viên Quốc hội trở thành làm việc full time luôn chứ không phải part time như bây giờ, năm họp có hai lần, nó sẽ sửa đổi luật pháp kịp. Đó, luật nó có những cái mà gọi là gì bất cập, mà đợi tới Quốc hội họp thì nó hỏng. Năm họp có hai lần, nên chăng tăng số lần họp lên, chịu chi tiền cho các là đại biểu Quốc hội đi ra Hà Nội ở khách sạn hay ở nhà tập thể họp. Nó thay đổi, nhưng còn tình trạng này là khó lòng. Đây là mới phát hiện thôi. Thành ra thưa quý vị, qua cái vụ ba mỏ cát này cho thấy là chính phủ phát hiện ra đó, Quốc hội phát hiện ra đó, nhưng mà mình xử lý như nào đó là một vấn đề. Và nếu không làm kịp thì tình trạng hủy hoại môi trường tại Việt Nam vẫn tiếp tục hiện diễn ra như hiện nay. Đó là câu chuyện đáng chú ý trong tuần gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình sau.